Cảm ơn em rất là nhiều, hôm nay được học được rất là nhiều giá trị chia sẻ từ em. Và anh nghĩ không nghĩ rằng cái khóa học này nó ít tiền nhưng mà nó lại nhận được nhiều cái giá trị như vậy, thì thật sự là cũng cảm ơn em. Phải nói thế nào nhỉ, từ khi mà anh biết đến khóa học của em ấy, thực ra là anh cảm thấy cũng rất là tuyệt vời. Anh cũng nghĩ đầu tiên là anh cũng rất cảm ơn em, là anh cảm thấy là nó rất là hay và là có chất lượng. Mà anh cũng đi học rất nhiều những khóa học khác nhưng mà anh cảm thấy là cái cách dạy và cách đào tạo của em cũng khá khá là ok. Với cái chất lượng mà như thế này thì anh nghĩ là về cái chuyên môn đào tạo của em thì anh nghĩ là nó sẽ còn xa nữa về cái chất lượng này. Anh nghĩ là em sẽ còn thành công rất là nhiều. Thì anh cũng cảm Em ơn cảm em ơn rất là anh. nhiều. Em cảm ơn anh. Mình cũng biết được Phú qua cái video mà Phú sell là để chạy quảng cáo YouTube ấy. Vâng. Và cái video đấy được lên top đầu, có nghĩa là cũng không phải đơn giản để mà lên được top đầu từ qua đấy. Đó, vì thế mà mình rất là tin tưởng, và với những cái kiến thức đấy thì mình sẽ về mình học tập và mình làm. Phải áp dụng đã, sau đó thì có gì thì có thể là chạy thêm. Cảm ơn rất là nhiều. Ok, cảm ơn anh. Của em thì em cũng là người mới tham gia một cái lĩnh vực kinh doanh này thôi, là cũng biết đến anh là qua mấy cái video mà em muốn tìm hiểu để bổ sung thêm cái kiến thức của mình ấy. Em cũng cảm ơn anh là vì những cái kiến thức mà anh chia sẻ cho mọi người và cũng như em ấy, là có những cái là rất là cần thiết mà nó có thể áp dụng được luôn, và em cũng đã tìm thấy được khá là nhiều lỗ hổng ở trong cái quá trình em chạy quảng cáo và dựng video ấy. Cảm ơn anh và cảm ơn anh rất nhiều ạ. Ok, cảm ơn em. Thì cứ như vậy thì cứ điều chỉnh thôi, mình điều chỉnh dần dần em ạ. Còn tất Vâng, nhiên đúng rồi là ạ. anh nói là cái kinh nghiệm về về chạy quảng cáo thực chiến đấy, là để những người mà đào tạo thực chiến về quảng cáo thì phải là rất nhiều đơn vị đã nhờ anh hướng dẫn họ nhé, rất nhiều đơn vị đấy. Vâng. So với cái giá trị của nó thì em thấy là khá là nói chung là cảm thấy đó là ưng ý. Chị thì thấy là nhiều kiến thức mà, ví dụ như là một cái bây giờ chị thấy nhiều người người ta hay tích những cái tranh xanh đỏ đỏ vào trong cái tiêu đề đấy, mà chị cứ lăn chị đi tìm trên cái khung chữ thì không biết là nó ở đâu để chèn vào, vì chị cũng hiểu nó là một cái gì đó để đánh dấu cái sự chú Nổi ý bật, nổi bật. nổi bật. Thế nhưng mà chị không biết, thì khi mà học rồi thì thấy có nhiều cái thứ mà đối với mình khi mình tối ưu cái video thì nó sẽ hiệu quả hơn, video mình lên nó sẽ hiệu quả hơn.